Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu cũng như chia sẻ lại cho các bạn sự khác nhau giữa nồi tô chuông và tô vuông. Thì cả hai nồi này đều là nồi, các bạn nhìn này, 1-0, đây cũng 1-0. Thì cả hai nồi đều là có dung tích 1 lít, các bạn nấu được 5 người ăn nhé các bạn, tức là khoảng 2 bát đến 2 bát rưỡi gạo. Thì cả hai mẫu nồi này cũng đều là nồi cao tần áp suất hút chân không. Đấy, đều là cao tần áp suất hút chân không, tức là cái công nghệ này là công nghệ giống như là xịn nhất của thị trường cũng như xịn nhất của Toshiba đấy các bạn, nấu cơm ngon nhất thị trường luôn đấy. Thì cái mẫu nồi tô chuông này thì nó có hình dáng nó to hơn, còn tô vuông thì nó nhỏ hơn. Công suất của tô chuông này nó là 1210W, còn tô chuông nó là 1420W. Đấy, thì công suất của tô chuông nó cũng lớn hơn nhé các bạn. Rồi thêm một cái nữa các bạn nhìn này, tức là mình nhấn menu đấy. Đây rồi mình cho các bạn xem tô chuông nhé. Đấy, các bạn nhìn xem không có gì khác nhau nhé các bạn, giống như nhau luôn, cách bố trí màn hình và tất cả các chức năng đều là như nhau nhé các bạn. Đấy, rồi mình thử xem gạo này cho các bạn xem. Đây cũng là gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt nảy mầm. Bên này cũng gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt nảy mầm. Đấy, cũng đầy đủ, gọi là nấu cách bố trí y chang nhau các bạn này. Đấy, nấu nhanh này, bên này cũng nấu nhanh này, cuối cùng là eco này, bên này cũng eco này. Đấy, thì mình thử xem thời gian nấu này, các bạn nhìn mình chọn chế độ cùng một chế độ như nhau nhé. Đấy, mình nhấn nấu này, 55 phút nhé các bạn. Đây đèn hút chân không này, đây cũng 55 phút nhé các bạn. Đấy, thì cái nồi tô chuông này các bạn, nồi tô chuông và tô vuông này nó có đèn hút chân không, tức là nó có hút chân không này. Thì cái quá trình hút chân không này kéo dài khoảng 10 đến 15 phút. Khi nó hút không hết không khí trong nồi ra ấy, thì nó sẽ dừng, nó sẽ không hút nữa và bắt đầu nó chuyển qua những cái công đoạn thông thường của những cái nồi cao tần Nhật, ví dụ như là cái công đoạn ủ gạo, hấp gạo, nấu rồi nó mới hâm. Đấy. Vì vậy nồi Toshiba những cái dòng này, dòng xịn này này các bạn này, dòng có hút chân không này thì nó thêm một cái công đoạn hút chân không nữa. Vì vậy nên thường nếu mà so sánh cùng phân khúc các bạn thì nó sẽ ngon hơn nhé các bạn. Thì như các bạn, ngay cả mình cũng vậy các bạn, ngay cả mình cái thời gian đầu ấy mình cũng không biết vì sao mà, tức là nó như nhau thế vậy mà vì sao lại tô chuông nó lại đắt hơn và nó lại nấu cơm ngon hơn. Thì thực tế cái nồi này nó rơi vào tầm khoảng 3,5 triệu, thì cái nồi này khoảng 2,5 triệu thôi các bạn. Đấy, nó đắt hơn 1 triệu mà tất cả toàn bộ là, các bạn thấy không, nó như nhau hết. Đây, cho mình cho các bạn xem này, thông số về áp suất. Đây các bạn thấy nhá, 5 kPa. Đây các bạn thấy 5 kPa, bên này cũng 5 kPa. Đấy, như nhau nhé các bạn, 0.05 kg, bên này cũng 0.05 kg. Còn công suất đây các bạn, đây cái này là 100V, 1250W, 167 độ. Đấy, bên này cũng vậy nhé các bạn, 1200, công suất thì tô chuông thì lớn hơn rồi, 1420W, 167 độ. Đấy, cũng như tô vuông luôn các bạn. Thì các bạn biết là cái sự khác biệt mà hơn của tô chuông rồi ấy. Thì trước mắt các bạn nhìn vào thông số thì các bạn thấy là cái công suất nó lớn hơn, nhưng mà các bạn biết vì sao nó lớn không, tức là cái lực nén áp suất thì nó như nhau nhé các bạn, nhưng mà cái máy bơm chân không này các bạn này, đấy, máy bơm chân không này của Toshiba thì nó của tô chuông này thì nó công suất lớn hơn là của tô vuông nhé các bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn là đến từ cái son này các bạn này. Đây mình cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Có hai sự khác biệt không? Đấy, son này hình như cái chuông nên người ta gọi là tô chuông. Còn cái này son hình nó, tức là cái này thì người ta không dựa vào cái son mà người ta dựa vào cái mặt đấy các bạn. Đấy, thì cái này nổi bật, cái son nó quá nổi bật nên người ta nhấn vào nó là cái tô chuông luôn. Thì cái son của tô chuông nó dày, nó nặng hơn nhé các bạn. Thì theo như mà thiết kế thì cái son này này các bạn này, nó một phần là nó giữ cái truyền thống, gọi là truyền thống nấu cơm của Nhật. Ngày xưa mà người ta chưa có nồi cơm điện ấy, thì cái nồi ngày xưa những cái nồi bằng gốm ấy các bạn, thì nó cũng hình thù như này. Thì theo như
Như nguyên lý ấy, thì các bạn cái nồi mà hình thù như này ấy, thì các bạn nấu lửa đấy các bạn này, tức là lửa nó tản ra đều hết, nó ôm được hết cái xoong luôn các bạn. Đấy, còn như cái những cái mẫu này thì cái lửa nó sẽ không ôm được hết. Đấy. Các bạn thấy chưa? Lửa nó sẽ không ôm được hết. Vì vậy nên cái người ta theo cái truyền thống ấy thì người ta giữ lại cái này là một cái mẫu gọi là nó truyền nhiệt và nó giữ nhiệt hoàn hảo nhất. Vì vậy nên nó tạo ra cái hạt cơm nó chất lượng nhất nhé các bạn. Đấy. Thì như mình cầm thử lên thì cái nồi xoong chuông này nó nặng hơn đấy các bạn. Đấy, nặng hơn rất nhiều so với dòng xoong vuông này, nó dày hơn, nó nặng hơn. Đấy, thì như mình thì mình biết được về hai cái vấn đề đó là nó tạo ra cái nồi tô chuông nó hơn tô vuông. Đấy, đến từ cái xoong và đến từ cái máy chân không. Còn lại cái khác thì thực tế nói các bạn là mình cũng có lẽ là cũng như các bạn thôi, mình chưa chưa tìm hiểu kỹ được. Thì như cái giá bán đấy các bạn, thì dòng này thì bên mình đang bán mức giá là 3 triệu đấy, còn dòng này thì bên mình đang bán mức giá từ 2 triệu tư đến 2 triệu rưỡi nhé các bạn. Nồi đẹp mà đẹp lắm luôn thì khoảng 2 triệu 8 đấy, còn như dòng này thì cũng vậy, nếu mà đẹp lắm luôn thì rơi vào tầm khoảng 3 triệu 8 đấy. Dòng này thì nó có cấn nhẹ, tức là nó cong nhẹ như này các bạn này, nó cong nhẹ như này thôi, còn nếu mà nó không cong này thì nó cũng phải từ 3 triệu 7 3 triệu 8 nhé các bạn. Đấy, còn bẻ vỡ là không có nhé các bạn. Các bạn biết sao, nồi mà giả mình giả sử như này đi, nó đang như này nhá, nhưng mà nó chỉ rạch một đường thôi là nó mất giá cực kỳ luôn đấy các bạn, cực kỳ mất giá luôn. Bởi vì người ta dùng nồi Nhật ấy, nếu mà gọi là người ta giá nó mà cao ấy thì người ta chấp nhận, nhưng mà phải nó đẹp, phải nó hoàn hảo cơ các bạn. Còn nồi mà mình nói thật là cái nồi như này mình bán 3 triệu rưỡi hay 3 triệu 6 3 triệu 7 thì mình cũng bán được, nhưng mà một cái nồi nó như thế này mà nó bị chầy hoặc là son nó có một chấm ấy các bạn, cực kỳ khó bán luôn, kể cả mình bán có 2 triệu thì cũng khó nữa, cực kỳ khó luôn đấy các bạn. Đấy, giống như nó đã thuộc dạng phân khúc cao cấp thì nó phải hoàn hảo, mà nó hoàn hảo thì nó phải hoàn hảo toàn bộ luôn thì nó mới đúng nghĩa hoàn hảo nhé các bạn. Rồi thì qua đây thì mình cũng chia sẻ với các bạn là hai điều sự khác, giống như là mình chỉ biết được hai cái chênh lệch đó thôi, hai cái sự khác biệt đó thôi. Thì bạn nào có thêm kinh nghiệm thì góp ý giúp mình, hoặc là cũng như góp ý giúp những khán giả mà người ta khách hàng mà xem ấy, để được biết thêm, được hiểu biết thêm nhé các bạn. Rồi thì bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Thì ngoài hai mẫu nồi này thì mình cũng còn nhiều mẫu nồi khác, bạn nào ưng mẫu nồi nào thì cứ nhắn qua cho mình. Rồi bên mình thì giao hàng toàn quốc nhé các bạn nhận nồi các bạn kiểm tra với thanh toán nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn nhé, xin chào các bạn.